Mèo Mignon xin chào các bạn. Một toán nô lệ da đen chạy trốn khỏi trại tập trung của quân đội Mỹ. Số người sống sót chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Anh da đen run rẩy, ngồi trên ngọn cây trong rừng. Con chó săn đánh hơi ra nơi ẩn náu của anh. Ba tên lính Mỹ đang chĩa súng về phía anh. Anh có súng, nhưng run quá không dám bắn. Chúa ơi, người đàn ông này dám chạy trốn, nhưng lại không dám phản kháng lại kẻ thù. Tên Mỹ ngắm từ xa, bắn ra một viên đạn trúng phóc. Anh rơi xuống đồng bù lầy. Người đồng đội của anh là Peter, nấp trong hốc cây cách đó không xa. Chỉ một cử động nhẹ thôi, anh sẽ bị phát hiện và sẽ tiêu đời ngay. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật trong lịch sử. Vào thế kỷ 19, dưới thời Tổng thống Abraham Lincoln, sau cuộc nổi loạn, ông tuyên bố giải phóng nô lệ. Chỉ riêng ở Louisiana, 350.000 nô lệ phải đối mặt với lựa chọn tiếp tục sống dưới ách nô lệ và đợi quân liên bang đến giải phóng hay tự đứng lên giành lấy tự do. Lựa chọn của họ như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Người dân châu Phi làm nông nghiệp trên những mảnh đất cằn cỗi, thời tiết khắc nghiệt. Người chồng này vừa rửa chân cho vợ, vừa cầu nguyện, anh ấy tên Peter. Một toán lính Mỹ xông vào nhà, họ bắt Peter đi, anh chống cự quyết liệt. Thấy tên lính dọa bắn vợ mình, anh đành miễn cưỡng lên cỗi để bọn chúng trở đi. Trên cỗi, nhiều thanh niên trạc tuổi anh cũng bị đưa đến một trại tập trung. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt bọn họ là đầu của người da đen bị cắm trên những chiếc cọc. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với những gì anh sắp phải trải qua, mà chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến bất cứ ai dùng mình khiếp sợ. Anh cùng những người khác bị xích lại, xếp hàng và phải cúi mặt xuống mà đi. Đám nô lệ vừa làm việc cật lực, vừa bị bọn lính đánh đập dã man, thậm chí chỉ cần lười nhác một giây thôi là chúng rút súng tiến về gặp tổ tiên ngay. Người bạn cùng khiêng một thanh gỗ với Peter bị trượt chân, ngay lập tức bị tên cai ngục quật cho một cái đau điếng. Peter lên tiếng bảo vệ anh bạn thì tên cai ngục rút súng ra chĩa vào mặt anh. May cho anh, cấp trên của hắn vừa đến cho nên anh thoát chết. Một tên nô lệ bỏ trốn bị bắt lại, bọn chúng mang tên đó ra giữa đồn điền, dí thanh sắt nung nóng lên mặt anh ta. Tám nô lệ bị xích nhốt vào trong cùng một căn phòng chật chội như những con vật, rồi bọ bay khắp nơi. Peter là người tin vào Đức Chúa Trời, anh cầu nguyện cho những người anh em. Nhưng anh trai vừa bị ấn sắt lên mặt, nằm dưới sàn nhà không tin vào Chúa nữa sau những gì mình đã trải qua. Peter vẫn kiên định với đức tin của mình, anh luôn tỏ ra bình thản và vững vàng. Nghe tin Lincoln đã giải phóng nô lệ, ánh mắt anh lóe lên tia hy vọng. Peter làm việc chăm chỉ, vì vậy bọn lính không có lý do gì đánh đập anh, thế nhưng chỉ vì nhìn chằm chằm vào tên râu sồm mà anh bị thụi cho một phát vào bụng. Hắn rút súng ra định bắn, nhưng một tên cai ngục hút tẩu ra ám hiệu nên anh lại thoát lần nữa. Tên hút tẩu tuyên bố riêng với Peter, vì hắn đã cứu mạng anh nên giờ anh là cơ hó của hắn. Trong lúc nghỉ ăn trưa, Peter bàn bạc với các anh em về kế hoạch bỏ trốn. Một nô lệ kiệt sức gục ngã, Peter được lệnh lôi anh ta đến một hố chôn tập thể. Là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng Peter không khỏi rùng mình trước cảnh tượng này. Bọn chúng bắt anh rắc vôi vào hố, anh chớp lấy cơ hội có 1-0-2, cầm sẻng lên và tấn công những tên cai ngục, cướp được súng rồi đào tẩu. Những người anh em khác cũng theo anh bỏ chạy về phía đầm lầy, nhiều người bị bắn hạ, chúng thả chó, lên ngựa đuổi theo. Bọn họ chạy vào một cánh rừng, đến một đầm lầy, dưới sự truy đuổi gắt gao của đàn chó săn và ba tên lính Mỹ, chỉ 4 người còn sống. Thomas nhìn thấy con cá sấu dưới đầm, sợ tái mặt trần trờ không dám băng qua đầm, anh bị chó săn vồ ngã sấp mặt, bọn lính Mỹ đuổi tới nơi. Chúng tra khảo hướng đi của bạn anh, này vì tự cứu mình đã cho chúng thông tin mật, nhưng cuối cùng cũng về được về ăn chuối xanh. Đúng là tấm chiếu mới dễ tin người quá, u là trời. Ba người sống sót chia nhau ra, họ đang tìm đường đến nơi đội quân của Lincoln. Peter lạc đến một ngôi nhà, cả gia đình đang cầu nguyện. Anh bị thương ở chân, tên lính Mỹ lần theo vết máu đến đây. Bé gái trong nhà nhìn thấy anh, bé rung chuông ầm ĩ, anh bỏ chạy về hướng đầm lầy, toán lính Mỹ cùng đàn chó đuổi theo anh. Anh phải mạo hiểm lặn xuống đầm và thành công lừa được toán lính, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, con cá sâu đó tấn công anh từ dưới nước, nó lôi anh xuống, anh chiến đấu sống còn. Vợ Peter giật mình tỉnh giấc, cô vừa mơ thấy chồng mình. Các con rất buồn không biết cha hiện giờ sống chết ra sao. Vợ anh với đức tin mạnh mẽ, cô trấn an các con, hãy tin rằng bố sẽ trở về một ngày nào đó. Nếu không có ta sẽ tìm cha khác cho con. Peter thoát được con cá sấu chết tiệt, anh bị thương nặng và đang ẩn náu trong rừng. Con chó săn rùa ầm ĩ, toán lính lôi lên một con cá sấu đã ngủm từ dưới đầm. Chúng mở bụng nó ra nhưng không thấy gì. Tối đến, ba tên lính Mỹ nướng thịt, cắm trại nghỉ lại trong rừng. Tên hút tẩu tâm sự với đồng đội về cuộc đời mình. Hắn là một người có lòng trắc ẩn. Hồi nhỏ đã từng lén mang bánh mì cho hầu gái da đen. Bố hắn phát hiện ra, nổi giận tiễn hầu gái đang xuất khỏi trái đất, rồi dạy cho hắn một bài học. Từ đó, hắn tự nhủ với lòng mình phải kiên cường, không được nhân nhượng với nô lệ. Dù vậy, hắn làm điều đó vì nỗi lo sự hiện hữu rằng những tên nô lệ có thể nổi dậy bất cứ lúc nào. Peter chép buồn đầy người để ngụy trang. Anh nghĩ về người vợ yêu quý, điều đó giúp anh có thêm sức mạnh và động lực để sống sót. Một bên, tên lính Mỹ nghĩ rằng Peter đã chết, nhưng tên hút tẩu có linh cảm anh còn sống, vì vậy chúng tiếp tục truy tìm anh. Peter tìm thấy một căn nhà gỗ trên cây, anh được sưởi ấm bằng một ít than sắp tàn, rồi nung nóng con dao để cầm máu vết thương. Con chó săn đã ngửi thấy mùi, tên lính Mỹ rình rập phía bên kia đầm. Lúc này Peter đang trèo lên cây để lấy mật ong,
Bất chấp đàn ong vây quanh, anh đã nhịn đói mấy ngày liền, anh lên một chiếc thuyền nhỏ rồi trèo đi. Ở nhà, vợ anh bị bán cho một địa chỉ chủ khác, ông này ép cô lấy một người chồng mới, vì đằng nào chồng cô cũng ra chiến trường. Thân là nô lệ, cô không thể từ chối, đó là mệnh lệnh. Peter vào rừng kiếm thức ăn, vô tình gặp lại người anh da đen. Hai người cùng nhau tìm đường thoát khỏi khu rừng. Tọa linh Mỹ và đàn chó tiếp tục săn đuổi. Chúng tìm thấy người anh em da đen ngồi trên ngọn cây đang cầm súng, tên hút tẩu đứng từ xa nổ súng, làm anh này rơi xuống đống bùn. Chúng tra khảo anh nơi ẩn náu của Peter, nhưng anh không hé răng. Anh bị chúng xuống tay tàn nhẫn. Peter chứng kiến tất cả trong một hốc cây gần đó, vì thoa hành lên người nên chó săn không đánh hơi thấy anh. Con gái lớn của Peter nung nấu ý định bỏ trốn khi biết tin mẹ mình bị bán đi nơi khác. Hai mẹ con lên một kế hoạch tỉ mỉ. Trong lúc quay bông, chị cố ý bảo con gái quay nát cánh tay mình. Peter đến một nhà thờ đang bốc cháy, anh vào trong ăn ngấu nghiến thức ăn trên bàn, không quên cảnh giác cầm chặt con dao. Anh tìm thấy trong phòng có một bé gái da đen bị thương nằm trên sàn. Anh bế bé ra ngoài thì gặp một tên lính Mỹ, anh nhanh chóng hạ gục hắn, cướp súng rồi chạy về phía cánh đồng. Tên hút tẩu vừa đến, hắn phi ngựa đuổi theo. Đến một trận địa toàn những xác chết, anh tìm kiếm chút thức ăn nhưng không có gì có thể ăn được. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng pháo của quân đội Lincoln, anh vội vã chạy về phía đó, nhưng tên hút tẩu chặn lại, hắn bắt anh phải cúi đầu như cờ hó. Chưa kịp bắn anh thì hắn đột nhiên ói máu rồi gục luôn. Quân đội của Lincoln tìm thấy đưa Peter về chữa trị. Tưởng đã được tự do, anh nóng lòng muốn trở về với gia đình. Anh gặp thống đốc quân đội liên bang và được biết, anh tuy đã thoát được vòng vây của lính Mỹ, nhưng hiện tại là món hàng lậu, anh phải phục vụ cho quân đội liên bang trước khi được tự do. Không còn cách nào khác, anh gia nhập quân ngũ. Hai quý ông tiếp cận anh, họ muốn chụp tấm lưng chằng chịt dấu vết bị hành hạ của Peter. Peter được mặc quân phục, tham gia vào hội đàm triển khai chiến dịch tấn công. Anh là người duy nhất sống sót sau cuộc đào tẩu khỏi trại tập trung, nơi lính Mỹ đang xây dựng tuyến đường sắt. Vì vậy anh đã cung cấp một số thông tin hữu ích cho quân đội. Đại úy hỏi anh một câu, anh là chiến binh hay là kẻ chạy trốn? Đại úy tỏ thái độ thiếu tôn trọng, khi gọi anh chỉ là kẻ phản kháng, anh hùng hồn đáp trả. Đội của Peter chiến trường lúc rạng sáng, súng đạn bom rơi không làm lung lay ý chí chiến đấu vì tự do. Quân đội Mỹ sở hữu một khẩu đại bác lớn, quân liên bang gần nhưng đã thất thủ, thiệt hại quân số sắp làm cạn lực lượng chiến đấu. Peter không thể ngồi yên, anh kéo theo các anh em đang hừng hực khí thế, xông lên tấn công vào cứ điểm nơi đặt khẩu đại bác. Quân liên bang giành chiến thắng, ách nô lệ được giải phóng hoàn toàn. Peter gặp lại vợ và các con, họ vui mừng khôn xiết ôm lấy nhau, khóc trong hạnh phúc. Đức tin không thể lay chuyển, lòng dũng cảm, tinh thần đấu tranh cùng với sự may mắn mà theo Peter là sự che chở của Chúa đã giúp anh vượt qua cuộc chiến khốc liệt, giải phóng dân tộc mình khỏi sự áp bức. Bức chân dung chụp tấm lưng chằng chịt vết thương đã trở thành hình ảnh biểu tượng của anh. Bộ phim dựng lại dựa trên sự kiện lịch sử có thật. Đạo diễn muốn đưa đến người xem một thông điệp ý nghĩa. Không quan trọng bạn đang phải đối mặt với nghịch cảnh nào, chỉ cần có đức tin, không bao giờ từ bỏ hy vọng, luôn hướng về những người thân yêu, thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua mọi rào cản khó khăn nhất. Các bạn nếu có thời gian hãy xem bản đầy đủ nhé. Hôm nay thì đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà.